Xin chào các anh chị đang xem kênh Fastca, trung tâm mua bán xe ô tô đã qua sử dụng và mình là Quế Anh. Thì hôm nay cũng gần cuối tuần rồi các anh chị, kho bên Fastca có rất là nhiều sự thay đổi nha. Về thêm rất là nhiều xe hot luôn. Năm chủ gầm cao thì bên Quế Anh về được CX5 đời 2016 siêu cọp luôn ha, xe định một chủ nè. Rồi về thêm EcoSport 2016, 2020 rất là nhiều xe ha. Năm chỗ thì có Vios nè, Accent và AT Full đời 2018 ha. 7 chỗ thì về thêm Everest nè, rồi có bán tải Ranger XS số sàn nữa các anh chị, rất là nhiều xe ha. Nếu mà các anh chị đang cần tìm xe thế nào thì hôm nay nhớ xem hết video này của Quế Anh ha. Quế Anh sẽ quay điểm danh lại hết tất cả những chiếc xe hiện tại đang có mặt sẵn tại Fastca cho các anh chị nhà mình lựa chọn nha. Rồi không làm mất nhiều thời gian của anh chị nữa, mình đi vào chiếc đầu tiên luôn ha. Đây là chiếc MGZS phiên bản 1.5 bản tiêu chuẩn các anh chị. Xe này đi mới có 10.000 km thôi. Chiếc này thì bên Quế Anh đang bán với giá là 518 triệu các anh chị nha. Đời 2021 ha, nếu các anh chị sở hữu chiếc xe này á thì các anh chị có được một cái gói miễn phí bảo dưỡng đến 40.000 km tại nhà máy nha. Đặc biệt là xe này đời 2021 thì là phiên bản của nó là nhập Thái Lan các anh chị ha. Ở đời cao cao, đời 2022 bây giờ là thứ nhất là các anh chị đặt xe không có, thứ hai là xe lắp ráp tại Việt Nam ha. Và cũng không được hưởng cái gói miễn phí bảo dưỡng đến 40.000 các anh chị. Xe thì nội thất ghế da có trang bị cho mình màn hình rồi, trang bị đầy đủ rồi nha. Cái này thì mình mua về mình sử dụng thôi, không cần trang bị gì thêm các anh chị. Video này Quế Anh quay tổng hợp nhiều xe ha, cho nên là không có đi vào chi tiết xe nhiều. Quế Anh sẽ đi sơ sơ bên ngoài rồi nói những cái theo xe cho các anh chị nhà mình. Nếu mà các anh chị đang cần tham khảo chi tiết chiếc xe nào thì liên hệ cho Quế Anh đi, Quế Anh sẽ tư vấn cho các anh chị hoặc là gửi video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi mình đi hết giải bên này luôn nha. Dưới này các anh chị, dành cho các anh chị đang cần tìm xe 5 chỗ bền bỉ với thời gian, tiết kiệm nhiên liệu mình đi gia đình được nè. Đây là Toyota Vios bản ECVT đời 2019 các anh chị, màu vàng ghi rất là sang trọng ha. Xe này thì đi khoảng 40.000 km các anh chị. Chiếc này thì bên Quế Anh đang bán với giá là 473 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu vàng ghi rất là đẹp, rất là sang luôn. Xe này biển số tỉnh ha, 63 ở Tiền Giang nè. Những chiếc xe biển tỉnh thì bên Quế Anh có rút hồ sơ và sang tên toàn quốc cho các anh chị nhà mình luôn nha. Đấy, Vios thì không phải bàn nữa rồi các anh chị. Chờ Quế Anh xíu nha, xe nó bị lóc cửa. Vios. Rồi. Có dán phim cách nhiệt viền che mưa cho mình rồi các anh chị. Sàn là sàn simili trần bọc ni lông ha. Nội thất ghế da, chất da thì cũng còn tương đối mới ha. Có trang bị cho mình màn hình nè. Rồi, đầy đủ mình sử dụng ha. Cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ luôn. Xe bên Quế Anh thì luôn cam kết với các anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, bao tách hãng luôn các anh chị nha. Những chiếc xe đời cao cao lướt lướt như chiếc MG lúc nãy còn bảo dưỡng ở nhà máy chính hãng á, thì các anh chị cứ vào đại lý nha chính hãng để mình bảo dưỡng ha. Còn những chiếc xe bên Quế Anh thì có bảo hành riêng cho các anh chị 6 tháng hoặc là 5.000 km động cơ và hộp số, nên là các anh chị cứ yên tâm nha. Rồi tiếp theo xuống phía bên dưới này luôn. Cũng là một lựa chọn nữa cho các anh chị, dành cho các anh chị hộp phong thủy màu đỏ nè. Toyota Vios bản ECVT luôn, cũng đời 2019 các anh chị. Xe này thì đi mới có 26.000 km thôi, đi ít hơn xe kia ha. Thì chiếc này bên Quế Anh đang bán với giá là 478 triệu, nước sơn màu đỏ rất là đẹp luôn nha. Xe đời từ 2015 2016 trở lên mà giá xe trên 350 triệu các anh chị thì bên Quế Anh có hỗ trợ là làm ngân hàng cho các anh chị ha. Mình vay được tầm 60 đến 70% dựa vào định giá ngân hàng nha. Ở đây thì có dán phim cách nhiệt viền che mưa cho mình rồi, ốp chén cửa nè, nội thất thì ghế da trần bọc ni lông, sàn simili luôn các anh chị, cũng tương tự xe kia ha. Cũng camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ, có màn hình cho mình sử dụng luôn các anh chị. Rồi ok ha, mình xuống chiếc tiếp theo luôn các anh chị. Đây là Honda City. Chiếc này là bản top đời 2018 các anh chị, đi mới có 23.000 km thôi, đi rất là ít luôn ha. Màu trắng nè, các anh chị đi gia đình cũng được, mình sử dụng dịch vụ cũng được. Honda City thì rất là bền bỉ rồi, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn ha. Chiếc này thì bên Quế Anh đang bán với giá là 498 triệu các anh chị nha. Biển số 47 là ở Đắk Lắk ha. Honda City thì bên Quế Anh còn hai xe nữa cũng bán top luôn, đời 2017 và 2019 ha. Nếu mà các anh chị đang cần tìm thì ở lại xem hết video với Quế Anh nha. Tí nữa sẽ quay tới hai chiếc kia cho các anh chị coi ha. Rồi, có phim cách nhiệt các anh chị. Ghế da nguyên zin ha, chất da của Honda thì nó hay bị nhùng lắm các anh chị, nhưng chiếc này đi ít ha, mình nhìn chất da là mình biết liền luôn. Trần nguyên bản, có trang bị cho mình màn hình, xe thì cũng full lịch sử hãng luôn các anh chị. Yên tâm ha.
Rồi dưới này, tiếp theo dưới này luôn ha. Đây là Mazda 3 đời 2019 các anh chị, đi lướt 12.000 km nha. Chiếc này thì bên quê anh đang bán với giá là 599 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu trắng rất là đẹp nè. Mazda 3 thì quê anh còn rất là nhiều sự lựa chọn cho các anh chị luôn. Có màu trắng, có màu vàng ghi nè, màu đen nữa các anh chị. Giá thì loanh quanh 550 đến dưới 600 triệu thôi ha. Các anh chị nhớ ở lại xem hết video của quê anh để mình lựa chọn cho mình một chiếc xe ưng ý nhất nha. Có dán phim cách nhiệt nè, nội thất ghế da, màn hình cảm ứng, cửa sổ trời. Ở đời này thì có trang bị cho mình phanh tay điện tử rồi các anh chị. Nẹp bước ra vào ha, trang bị rất là đầy đủ rồi. Lấy về là sử dụng ngay thôi, không cần lên thêm gì ha. Rồi dưới này cùng phân khúc với Mazda 3 luôn. Đây là Honda Civic đời 2017 các anh chị, bản L, bản cao cấp nhất nha. Xe này đi khoảng 6-7.000 km tầm tầm đó ha. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 718 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu trắng luôn nè. Ở đây thì anh chủ có độ lên cho mình bô ha, bô đôi của Acam. Để của anh coi, cái không nhớ nữa. Đấy, của Acam Bubic các anh chị. Cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ ha. Có ốp dán cửa vì dán phim cách nhiệt cho mình rồi. Nội thất thì ốp những cái nhựa đỏ nhìn rất là thể thao luôn ha các anh chị ha. Nếu mà các anh chị còn tìm một chiếc xe nằm trong phân khúc C mà sang trọng thì mình có thể tham khảo lấy Mazda. Còn thích thể thao á thì mình lấy những chiếc Civic này rất là thể thao các anh chị nha. Rồi qua tiếp giải bên này ha. Bên này đây là hai chiếc City nãy quên có nhắc tới với các anh chị nè. Chiếc này nha, chiếc này là đời 2017 bản top luôn các anh chị. Xe này thì biển Sài Gòn ha. Biển Sài Gòn các anh chị, ở thành phố Hồ Chí Minh mình lấy chiếc này thì tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nè. Xe này đi mới có 32.000 km thôi các anh chị. Và bên của anh đang bán chiếc này với giá là 498 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu trắng luôn. Đấy, Honda City Top thì trang bị cũng tương tự nhau ha. Cũng có dán phim cách nhiệt viền che mưa. Rồi cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ. Nội thất ghế da, màn hình cảm ứng nè. Lẫy chuyển số trên vô lăng, chế độ Cruise Control ha. Rất là đầy đủ rồi. Rồi qua tiếp theo chiếc bên này luôn. Chiếc này là Honda City Top đời 2019 các anh chị, đi mới có 11.000 km ha. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 519 triệu. Ở đây thì xe này biển Sài Gòn luôn, nước sơn màu xanh rất là đẹp nè. Anh chủ thì có lên body kit cho mình rồi đuôi lướt gió thể thao ha. Dán phim cách nhiệt rồi các anh chị. Nội thất ghế da luôn ha, có nẹp bước chân ra vào nè. Rồi có màn hình thì cũng tương tự như nội thất thì cũng tương tự như hai chiếc kia ha. Lấy chuyển số trên vô lăng, chế độ Cruise Control nè. Sàn simili các anh chị, trần nguyên bản rất là sạch sẽ ha. Rồi tiếp theo qua chiếc bên này cũng là một chiếc xe nằm trong phân khúc sedan B nè, bán rất là chạy luôn. Thì từ khi cái dòng này ra mắt là xoán ngôi Vios luôn các anh chị ha. Đây là Honda Accent phiên bản số tự động tiêu chuẩn đời 2019 các anh chị. Xe này đi mới có 21.000 km thôi nha, màu bạc. Màu này thì rất là dễ dàng, mình chạy nè, mình đi gia đình cũng được, mình đi dịch vụ cũng được ha. Chiếc này thì của anh đang bán với giá là 459 triệu các anh chị nha. Ở phân khúc sedan B này thì của anh đang có Vios nè, Accent nè, Honda City và Nissan Sunny nữa. Rất là nhiều sự lựa chọn cho các anh chị luôn. Nếu mà mình đang có tầm tài chính như thế nào đó, cần tìm xe với nhu cầu mình sử dụng như thế nào thì liên hệ chủ quan đi. Quan sẽ tư vấn cho các anh chị lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nhất nha. Nội thất này là anh chủ lên cho mình bộ ghế da rồi đó các anh chị. Màn hình nguyên zin ha, trần bọc ni lông, dán phim cách nhiệt rồi. Cũng có camera lùi và cảm biến lùi đầy đủ luôn các anh chị ha. Rồi mình lên phía bên trên luôn. Phía bên trên là một chiếc xe rất là hot luôn. Đây ha, Xpander Cross các anh chị, đời 2020. Xe này đi 25.000 km rồi. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 638 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu trắng còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Xe này phải nói là zin đến 98% các anh chị ha. Nếu mà các anh chị có theo dõi kênh của Phát Ca thì các anh chị sẽ biết là Xpander các anh chị của anh về rất là nhiều và bán rất là nhanh luôn nha. Đặc biệt là những cái dòng cross như thế này nè, các anh chị bán rất là nhanh ha. Không trụ được quá 2 ngày luôn á. Xe này thì có dán phim cách nhiệt, viền che mưa, ốp chiến cửa rồi. Nẹp bước chân ra vào ha, màn hình cảm ứng. Nội thất thì ghế da. Đấy, Xpander thì quen còn một xe nữa nha. Đời 2019 số tự động màu đen ha. Tầm khoảng 526 triệu. Tí nữa đi xuống dưới kia mình sẽ quay sơ cho các anh chị mình xem ha. Rồi bên này, bên này dành cho các anh chị đang cần tìm xe bán tải mà hầm hố để mình đi off-road, đi chơi đồ này kia ha. Thì đây là chiếc
Ranger 2.0 Biturbo đời 2018 các anh chị. Xe này đi mới có 10.000 km thôi, rất là ít ha. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 878 triệu các anh chị nha. Xe này thì anh chủ lên rất là nhiều đồ chơi rồi, cản trước nè, cản sau ha, gương nè, mâm lốp độ, bệ bước độ nè các anh chị. Đấy, cản của Jungle. Có dán phim cách nhiệt viền che mưa rồi, nội thất thì còn mới cứng luôn các anh chị. Xe bán tải mà đi 10.000 là rất là ít ha. Có nẹp bước ra vào cho mình, màn hình cảm ứng đầy đủ mình sử dụng các anh chị. Rồi tiếp theo mình ra phía sau luôn ha. Phía sau còn khoảng 2 xe nữa là mình sẽ ra phía sau kho luôn. Rồi chiếc này nha, đây là Mazda 3 nè các anh chị, đời 2018 luôn. Xe này là đi khoảng 70.000 km rồi. Quý anh đang bán chiếc này với giá là 568 triệu các anh chị. Nước sơn màu trắng ha, biển số ở 60 Đồng Nai nè. Xe này thì có dán phim cách nhiệt cho mình, ốp chén cửa ha, nội thất thì ghế da. Đấy. Ghế da cũng có cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết rồi. Màn hình cảm ứng nè, phanh tay điện tử, camera hành trình đầy đủ mình sử dụng các anh chị. Lót sàn 5D luôn. Rồi, ok ha. Rồi tiếp theo phía bên dưới này các anh chị nha. Dưới này ha, đây là Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 Premium đời 2018. Xe này đi khoảng 33.000 km rồi. Thì Quên đang bán chiếc này với giá là 739 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu xám bạc rất là đẹp nè. 7 chỗ ha. Nếu mà các anh chị đang còn tìm 7 chỗ mình đi gia đình thì những chiếc xe như thế này rất là thích hợp luôn các anh chị. Đấy, xe thì có dán phim cách nhiệt cho mình rồi, nội thất ghế da các anh chị, có cửa sổ trời ha, trần thì sạch sẽ, nguyên bản sạch sẽ ha. Sàn simili có màn hình cho mình rồi. Outlander thì bên của anh rất là hiếm về ha, lâu lâu mới về đường xe. Nếu mà các anh chị đang cần tìm cái dòng này thì hôm nay thấy video nhớ là liên hệ cho quý anh ngay nha. Rồi ở phía trước thì quý anh trưng bày một số xe đã giới thiệu cho các anh chị xong ha. Mình đi tiếp xuống phía bên dưới kho này để mình xem còn những chiếc xe nào mới về ha. EcoSport 2020, EcoSport 2016 bản Titanium nè. Rồi Everest 2012 siêu cọp, CX5 siêu cọp rất là nhiều. Nhớ ở lại xem hết video với quý anh nha. Rồi tiếp theo xuống phía bên dưới các anh chị, về thêm rất là nhiều xe hot nè ha. Có Trailblazer, máy dầu số sàn đời 2018 nữa nè. Đi vào chiếc này luôn nha. Chiếc này là Trailblazer máy dầu số sàn đời 2018 ha. Nước sơn màu đỏ rất là đẹp luôn. Chiếc này thì đi khoảng 80.000 km rồi, quên đang bán với giá là 568 triệu các anh chị nha. Mình nhìn sơ ha. Xe mới vừa về luôn các anh chị. Tí có thời gian quên sẽ quay chi tiết cho các anh chị mình coi ha. Có bệ bước rồi, phim cách nhiệt viền che mưa, ốp chén cửa. Xe này thì nội thất là ghế nỉ các anh chị, có nẹp bước ra vào nè, sàn 5D, màn hình camera hành trình nha, rất là đầy đủ luôn. Gần 5D luôn các anh chị. 7 chỗ gầm cao ha, đúng nghĩa luôn. Ở cái thời điểm xăng tăng rất là cao này thì xe máy dầu đang là lựa chọn mà các anh chị đưa lên hàng đầu ha, không thể nào bỏ qua. Rồi, chiếc tiếp theo bên này. Đây là Mazda 6. Mazda 6 đời 2016 các anh chị, xe này đi khoảng 75.000 km rồi, 75-78 ha. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 588 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu trắng nè. Có cảm biến trước, cảm biến sau đầy đủ luôn. Xe này thì nó nằm trong phân khúc sedan D các anh chị. Ở phân khúc này thì bên của anh còn một xe nữa là Hyundai Sonata 2013 ha. Xe rất là cọp, gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới giờ luôn. Ghế lái chỉnh điện, nhớ ghế lái hai vị trí nè. Rồi màn hình, cửa sổ trời, sàn 5D ha các anh chị ha. Rất là nhiều tiện nghi theo xe luôn. Rồi bên này một chiếc xe mới về nữa cũng rất là hot nè các anh chị. Cũng hay về Hyundai Accent lắm, nhưng mà cái dòng đặc biệt này thì rất ít về ha. Nếu mà các anh chị thích cái dòng này thì không thể bỏ qua nha. Đây là Hyundai Accent phiên bản số tự động bản đặc biệt đời 2018 các anh chị. Xe đi 26.000 km rồi. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 479 triệu các anh chị nha. Biển số tỉnh ha, biển số tỉnh. Rồi nước sơn là màu trắng nè. Này mình đi gia đình cũng được, đi dịch vụ cũng được các anh chị. Đăng kiểm đường bộ đến tháng 10 2022. Dán phim cách nhiệt rồi, nội thất là ghế da, có cửa sổ trời ha. Rồi có màn hình cảm ứng, có chế độ cruise control các anh chị. Sàn simili ha, trần nguyên bản rất là sạch sẽ. Xe này cũng mới về luôn, tí nữa có thời gian cũng quay chi tiết lên cho các anh chị nhà mình theo dõi ha. Rồi qua bên đây cũng một chiếc xe mới về cực kỳ hot luôn nè các anh chị.
Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium đời 2020 nha. Xe này màu trắng rất là đẹp ha, biển số tỉnh Long An nè. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 588 triệu các anh chị. 19379 ha, biển số thần tài lớn rất là đẹp. Các anh chị ở Tiền Giang thì mình lấy chiếc này giữ được cái biển số luôn ha. Có trang bị cho mình bệ bước nè, ốp chén cửa, dán phim cách nhiệt rồi các anh chị, nội thất ghế da nha. Đấy, nội thất ghế da, màn hình cảm ứng điều hòa nè. Rồi có trang bị cho mình cửa sổ trời nữa các anh chị. Xe này đi 21.000 các anh chị nha. 21.000 km, có trang bị cho mình rất là nhiều đầy đủ trên xe rồi. Cái này mình mua về thì sử dụng ngay thôi, chứ cũng không cần phải trang bị thêm gì ha. Rồi bên này nha, một chiếc xe rất là cộp luôn nè các anh chị. Đây là Ford Everest phiên bản máy dầu số sàn đời 2012 các anh chị. Xe này thì đi khoảng 135.000 km rồi. Và bên của anh đang bán chiếc này với giá là 448 triệu các anh chị nha. Biển số ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ha. Các anh chị ở Sài Gòn mình lấy chiếc này sang tên thì tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nè. Nước sơn này là nước sơn ở trên cà vẹt thì nó ghi là màu vàng ghi các anh chị, nhưng mà nước sơn này là màu hồng phấn ha, màu rất là đẹp của Everest trong cái thời điểm năm 2012 ha. Sàn thì sàn simili trần nguyên bản, nội thất ghế nỉ các anh chị. Xe này thì chưa có màn hình các anh chị nha. 7 chỗ gầm cao ha, gầm rất là cao luôn, có bể bước rồi, có dán phim cho mình đầy đủ rồi ha. Rồi qua bên này luôn các anh chị. Đây, một chiếc xe cũng cực kỳ hot luôn, 7 chỗ ha. Honda CR-V phiên bản L, bản cao cấp nhất đời 2017 các anh chị. Xe này thì đi 30.000 km rồi. Và bên của anh đang bán chiếc này với giá là 858 triệu các anh chị. 858 triệu ha. Hôm trước của anh cũng về chiếc CR-V đời 2020 bản E các anh chị, cũng bán tầm giá này rồi. Nếu mà các anh chị hôm trước mua hộp chiếc này chiếc kia thì có thể tham khảo mình lấy chiếc này ha. Chiếc này đời nó sâu nhưng mà xe đi gia đình giữ rất là kỹ các anh chị. Bản cao nữa, có lên cho mình hai ghế massage luôn, màn hình ha, rồi phanh tay điện tử nè, có cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đấy, cũng tầm giá tiền với chiếc kia ha. Thay vì mình lấy chiếc đời cao bản thấp thì mình có thể tham lấy chiếc đời sâu hơn chút xíu, nhưng mà bản cao trang bị đầy đủ option theo xe ha. Để quên coi, xe này thì biển tỉnh các anh chị nha. Rồi bên này nha, XL7 ha. XL7 rất là hot và bên của anh đã nhận cọc hôm qua rồi các anh chị. Mình xuống tiếp giải phía bên dưới ha. Rồi phía bên dưới này là một cặp Mazda 3 các anh chị. Chiếc này để quên coi biển số. Đây, chiếc này là Mazda 3 đời 2018 các anh chị. Xe này đi khoảng 50.000 ha, 51.000. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 578 triệu các anh chị nha. Nước sơn đen ha. Của anh có một cặp luôn, một chiếc biển tỉnh và một chiếc biển Sài Gòn. Đấy, có dán phim cách nhiệt cho mình, ốp chén cửa, nội thất ghế da các anh chị. Có nẹp bước chân ra vào ha, có cửa sổ trời, rồi màn hình cảm ứng nè, rồi màn hình zin theo xe ha, rồi có phanh tay điện tử luôn. Mazda 3 thì cùng đời với nhau, nó có trang bị nó cũng tương tự nhau hết các anh chị ha. Mình chỉ xem thử là ở cái xe này thì anh chủ trước anh lên thêm những gì thôi. Rồi chiếc bên này luôn nha, chiếc bên này là Mazda 3 đời 2018 luôn các anh chị, biển Sài Gòn ha, cũng đang được bán với giá là 578 triệu luôn các anh chị. Mình nhìn sơ luôn ha. Đấy, cái này thì anh chủ có độ lên cái mặt ga lăng ha. Mặt ga lăng nhìn rất là đẹp các anh chị. Có dán phim cách nhiệt viền che mưa rồi nè. Rồi nội thất thì cũng ghế da luôn, cũng tương tự chiếc bên kia ha. Đấy, Mazda 3 của anh còn một chiếc nữa các anh chị, màu vàng ghi cũng rất là đẹp ha. Chiếc kia thì của anh bán với giá là 558 triệu các anh chị. 578 triệu luôn nha, bằng giá hai chiếc này luôn ha. Màu vàng ghi thì rất là sang, nếu mà các anh chị đang cần tìm cái xe màu vàng ghi thì nhớ liên hệ cho quý anh nha. Rồi ở dưới đây là Raptor đã nhận cọc làm ngân hàng cho khách ha. Bên này là Kia Morning số tự động đời 2020 các anh chị, đi lướt 11.000 km nha. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 339 triệu các anh chị. Morning thì của anh còn một xe nữa số sàn ha, đời 2019 các anh chị, đi khoảng hai mấy ngàn km á. Biển số tỉnh ha. Chiếc kia thì của anh bán với giá là 259 triệu thôi. Chiếc này biển Sài Gòn luôn. Rồi có dán phim cách nhiệt cho mình ha, nội thất là ghế da rồi các anh chị, trần nguyên bản, sàn cũng nguyên bản luôn, có trang bị cho mình màn hình rồi. Xe này thì rất là nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ tiết kiệm luôn. Các anh chị đang còn tìm xe mình chạy dịch vụ hay là đi lên quanh trong Sài Gòn á, ở cái mùa xăng tăng cao như vậy thì
mình nên sở hữu những chiếc xe như thế này ha. Dưới kia là EcoSport 2014 đã nhận cọc nha các anh chị nha. Rồi chiếc này ha, đây là Mitsubishi Pajero Sport phiên bản máy xăng số tự động đời 2016 các anh chị. Xe đi khoảng 82.000 km rồi. Thì chiếc này bên của anh đang bán với giá là 598 triệu các anh chị nha. Biển số 76 Quảng Ngãi các anh chị. Quan nhắc lại nha, những chiếc xe bên quanh thì đều có cam kết với các anh chị là không đâm đụng, không ngập nước nhé, không để tua động cơ và hộp số, bao test hãng. Có bệ bước, phim cách nhiệt, viền che mưa, ốp chén cửa đầy đủ rồi các anh chị. Có trang bị cho mình cam hành trình, màn hình Android ha. Đấy, bọc trần ni lông rồi. 7 chỗ gầm cao các anh chị ở khu vực Lâm Đồng, Bình Phước, Đà Lạt này kia, mình lấy chiếc này mình đi những cái đường đồi núi rất là thích hợp ha. Rồi, bên này dành cho các anh chị đang cần tìm một chiếc xe mình đi gia đình, rộng rãi, thoải mái, đi du lịch này kia ha. Đây là Kia Sedona phiên bản máy xăng, bản full đời 2016 các anh chị. Xe này thì đi khoảng 60 mấy ngàn km á. Quý anh đang bán chiếc này với giá là 698 triệu các anh chị nha. Biển số ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, có cảm biến trước rồi, cảm biến sau đầy đủ ha. Xe này thì hai cửa lùa, hai cửa điện các anh chị. Nội thất ghế da ha. Cửa sổ trời hai khung luôn. Rồi sàn này là sàn nguyên bản, có trang bị cho mình màn hình rồi. Ở Sedona thì nó nằm trong phân khúc là MPV cỡ lớn, rất là nhiều option và tiện nghi theo xe luôn. Nghệ sĩ đồ này kia, người ta đi diễn người ta cũng sử dụng những chiếc xe như thế này nè các anh chị. Đấy, hôm trước thì Quang có về chiếc máy dầu 2019 bán cực kỳ nhanh luôn. Tối hôm trước về là sáng hôm sau đã bán và giao cho khách luôn rồi các anh chị ha. Nên nếu mà các anh chị đang cần tìm mua xe thì thấy chiếc xe nào ưng ý rồi nhớ là phải liên hệ Quang, mình giữ xe ngay nha. Chiếc này thì Quang đã nhận cọc rồi các anh chị ha. Qua bên đây luôn. Đây là Fortuner máy xăng số tự động đời 2012 các anh chị, 2010 ha. Chiếc này hai cầu nha. Đi khoảng 140.000 km rồi. Thì Quang đang bán chiếc này với giá là 426 triệu các anh chị ha. Xe này biển 93 Bình Phước các anh chị. Đấy, có bệ bước, phim cách nhiệt rồi. Viền che mưa ha, ốp chén cửa cho mình. Nẹp bước chân ra vào, nội thất ghế da, ghế lái chỉnh điện, có màn hình luôn rồi các anh chị. Bọc trần 5D ha. Các anh chị có thể suy nghĩ lấy chiếc này hoặc là chiếc Everest, nó cũng tầm tầm đời với nhau ha. Chiếc này là Mazda 3 2019 bản hatchback đã bán rồi các anh chị, đang làm ngân hàng ha. Rồi bên này, bên này để quên coi biển số. À, chiếc này là chiếc số tự động đời 2019 biển 86 đã bán rồi các anh chị nha. Rồi bên này đa số là những xe đã bán rồi. Mình qua bên đây ha. Trên đây hai chiếc đã lúc nãy đã giới thiệu với các anh chị rồi. Rồi mình đi vòng lên đây đi. Đây là Hyundai Sonata ha. Nãy quên có nhắc với các anh chị nè. Xe này thì nó nằm trong phân khúc sedan D ha. Cùng phân khúc với lại Camry nè, hay là Kia Optima, Mazda 6 này kia các anh chị. Chiếc này thì đời 2013. Xe này là một chủ, sử dụng từ đầu đến giờ luôn. Đăng ký lần đầu là tháng 4 của năm 2014 ha. Xe này thì đi khoảng 43.000 km đó các anh chị. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 525 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu trắng rất là đẹp luôn. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc các anh chị. Trang bị rất là đầy đủ luôn. Xe thì rất là dài ha. Rộng rãi, thoải mái, có trang bị cho mình sẵn phim cách nhiệt rồi. Ghế thì ghế lái chỉnh điện, nhớ ghế lái hai vị trí nè. Ghế da mà chất da từ 2012 tới giờ, 2013 tới giờ mà chất da còn rất là mới luôn á các anh chị. Có lẫy chuyển số trên vô lăng, chế độ cruise control ha. Cửa sổ trời hai khung. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Nhưng mà các anh chị đang cần tìm một chiếc xe mình đi gia đình rộng rãi thoải mái, ở cái phân khúc cao cao, trang bị nhiều option thì không thể nào bỏ qua Sonata ha. Rồi bên này là Hyundai Creta các anh chị. Xe này là được nhập nguyên chiếc từ Ấn Độ nè. Chiếc này thì đi khoảng 90.000 km các anh chị ha. Chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 528 triệu, nước sơn màu đỏ rất là đẹp luôn. Xe này biển tỉnh các anh chị ha. Creta thì hôm bữa của anh cũng về một xe màu trắng và xe kia thì bán rất là nhanh, đã bán rồi. Hôm nay còn lại một chiếc màu đỏ thôi các anh chị, mà hộp phong thủy màu đỏ thì mình lấy ngay chiếc này ha. Xe nhập, chất xe nhập thì rất là cứng cáp, rất là bền bỉ các anh chị. Rồi bên này ha, bên này là Ranger XLS đời 2016 số sàn nè các anh chị. Xe vừa mới về cũng chưa có thông tin và chưa có giá bán á.
Các anh chị nhìn sơ một vòng quanh xe trước ha. Xe nước sơn màu xanh. Đấy, trang bị cho mình để quên xem. Đây là nắp thùng thấp các anh chị. Bể bước ha, phim cách nhiệt. Tí nữa có giá bán thì quý anh sẽ để trên màn hình cho các anh chị ha. Đấy, nội thất là ghế da nè. Chưa có màn hình các anh chị. Sàn simili tròn nguyên bản ha. Những chiếc xe bán tải này giá rất là đời sâu sâu số sàn ha, giá rất là mềm, tầm khoảng 400 mấy á. Mình lấy những chiếc này mình đi thì rất là tiết kiệm các anh chị. Rồi, ở đây eco nãy quên nói rồi ha. Kia. À trên đây ha. Trên đây quên có chiếc Xpander 2019 số tự động nãy quên có nhắc với các anh chị đó. Rồi chiếc này nha. Xpander số tự động đời 2019 các anh chị, xe này đi 39.000 km rồi. Và chiếc này bên quên đang bán với giá là 526 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu đen ha. Hôm bữa nếu mà các anh chị mua hộp cái chiếc biển 86 hồi nãy á thì mình có thể lấy chiếc này các anh chị, chiếc này cũng rất là đẹp ha. Nội thất ghế này thì anh chủ đã bọc da cho mình rồi. Trần nguyên bản, sàn nguyên bản luôn các anh chị. Rồi ok ha. Tiếp theo dành cho các anh chị đang cần tìm xe 9 chỗ để mình chở khách này hay là mình chở hàng hóa gì đó thì không thể bỏ qua chiếc này ha. Đây là Hyundai Starlet các anh chị, phiên bản máy xăng đời 2016 ha. Xe này bên của anh đang bán với giá là 470 triệu các anh chị, nhìn sơ nha, xe đang được vệ sinh đó. Hôm bữa của anh có chiếc máy dầu quá các anh chị bán rồi ha. Giờ còn chiếc máy xăng. Các anh chị cũng xăng cái dòng này khá là nhiều. Hyundai Starlet thì hiện tại trên thị trường xe cũ chỉ còn vài xe thôi. Xe mới thì ngưng sản xuất rồi các anh chị. Bọc trần rồi các anh chị ha. Nội thất ghế da màu xám nè. Đấy, hơi tối không biết các anh chị xem rõ không. Tí nữa có thời gian thì sẽ quay chi tiết cho các anh chị mình xem ha. Rồi để quanh coi coi còn chiếc nào nó đậu ở đâu không. Hôm nay kho cũng khá là chật, cũng do một số xe đang chờ giao cho khách đó các anh chị. À đây. Chiếc này rất là cợp, vừa mới về ha. Đây là Mazda CX-5 các anh chị, đời 2016. Xe này cũng gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới giờ ha, đi khoảng 43.000 km. Quên đang bán chiếc này với giá là 646 triệu các anh chị nha. Biển số thành phố Hồ Chí Minh các anh chị, có trang bị cho mình bệ bước rồi ha. Phim cách nhiệt nè, ốp chén cửa. Xe này của anh có quay video chi tiết rồi á, nếu mà các anh chị còn tham khảo thì để lại bình luận bên dưới đi, của anh gửi video cho các anh chị mình xem ha. Trang bị rất là đầy đủ luôn. Nói chung là cái xe này ở phiên bản cao ha, trang bị rất là đầy đủ, mình mua về là mình sử dụng thôi. Rồi tiếp theo các anh chị, đây Innova ha. Các anh chị đang cần tìm Innova thì không thể bỏ qua chiếc xe này nha. Đây là chiếc Innova số sàn các anh chị, bản E ha, đời 2019. Xe này thì đi khoảng 27.000 km rồi. Quý anh đang bán chiếc này với giá là 598 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu trắng ha, các anh chị lấy chiếc này mình đi gia đình cũng được, mình chạy dịch vụ cũng được, rất là tiết kiệm. Ôi chiếc này bị lóc cửa rồi. Lóc cửa rồi, tí nữa quý anh gửi video chi tiết sau ha. Rồi còn chiếc nữa, hôm nay kho đậu hơi lởm chởm, chỗ này chiếc chỗ kia chiếc, các anh chị thông cảm nha. Rồi chiếc này cũng rất là hot đây, dành cho các anh chị tìm xe máy dầu ha. Pajero Sport phiên bản máy dầu các anh chị, đời số tự động ha, đời 2018. Xe này thì đi khoảng 82.000 km rồi. Và chiếc này thì bên của anh đang bán với giá là 866 triệu các anh chị nha. Nước sơn màu đen nè, biển Sài Gòn luôn, có trang bị cho mình cảm biến trước. Rồi bệ bước nè, phim cách nhiệt ha. 7 chỗ gầm cao đúng nghĩa nè các anh chị, rất là cao luôn. Có sàn 5D, nội thất là ghế da trần nguyên bản, có trang bị cho mình màn hình rồi các anh chị, đầy đủ sử dụng rồi ha, có camera hành trình luôn. Xe này thì quý anh cũng có quay chi tiết rồi, nếu mà các anh chị còn tham khảo thì liên hệ cho quý anh nha.